Hello, xin chào bạn. Ngày hôm nay mình sẽ tô một con tôm bạn nha. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô một con chim mới nở. Như vậy là sản phẩm bọ cánh cạn của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn. Sao ra đây là sản phẩm của mình đã kết thúc rồi nha. Bướm sắc mỏ của bạn ơi, mình xin chào tất cả các bạn. Đây là sản phẩm bọ cánh cứng của mình cũng đã hoàn thành. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ cho mọi ông thợ mà nè. Xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video này hôm nay mình sẽ tô màu là video sản phẩm. Đây, sản phẩm mình sẽ tô màu ngày hôm nay là sản phẩm khủng long cu te các bạn ạ. Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm con lặn béo các bạn ạ. Các bạn cùng chờ đón xem nha. Xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm con dê con lên các bạn. Thôi con không lấy đâu. Vậy là con tôm mình đã tôm một xong. Vậy là bây giờ mình kết thúc với nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video. Và chim con mới nở mình đã tôm một xong. Để các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và lượt đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là âm thạm mình đã tôm một xong. Để các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Hello, xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô màu con kiến bay nha. Và ngày hôm nay mình sẽ tô màu khỉ đáng yêu nha.
Bạn ơi, ngày hôm nay mình sẽ cho mở phá ống nước nha. Như vậy là sản phẩm khủng long không te của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn. Ở đây là sản phẩm con dê con của mình cũng đang hoàn thành. Mình xin chào tất cả các bạn. Sản phẩm con lạc béo của mình đây các bạn. Các bạn thấy nó hay và ý nghĩa thì cho mình đến này và đăng ký kênh. Mình xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu là sản phẩm con ngựa bay các bạn ơi, sản phẩm con ngựa bay. Xin chào tất cả các bạn nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm con lười. Vậy như vậy là con kiến bay mình đã tô màu xong rồi. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là khỉ đáng yêu mình đã tô màu xong rồi. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là thợ nước mình đã tô màu xong. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.